Những tình huống như trên đã trở thành một mối nguy cho xã hội và gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, đặc biệt là các chị em phụ nữ về ý thức tự bảo vệ mình trong các tình huống nguy hiểm. Chính vì thế mà với Khỏe Đẹp cùng Thể Thao TV ngày hôm nay, Việt Nga và võ sư Bùi Quang Điền sẽ hướng dẫn cho các chị em phụ nữ những bài tập phòng vệ và những kỹ năng hết sức cơ bản để các chị em có thể có được những kỹ năng thiết yếu để tự bảo vệ mình trong các tình huống nguy hiểm, đặc biệt là trong không gian hẹp mà đối tượng là kẻ xấu, không hướng đến mục tiêu là vật chất. Trước khi bước vào bài tập thì chúng ta cần chú ý một số những cái yếu điểm trên cơ thể của chúng ta. Đầu tiên là bộ phận hạ bộ, cái điểm rất yếu trên cơ thể của người đàn ông. Thứ hai là phần khu mạng sườn. Khu vực sườn này thì có những cái điểm ở phần giữa đây gọi là chấn thủy và hai bên sườn. Khu vực này nếu chúng ta tác động một lực mạnh vào thì khiến cho đối phương sẽ bị choáng váng, khó thở và không kiểm soát được hành vi của mình. Yếu điểm thứ ba đó là khu vực cổ. Khu vực cổ này tập trung rất nhiều hệ sợi dây thần kinh. Chúng ta tác động mạnh vào khu vực cổ cũng có thể gây cho đối phương bị mất thăng bằng cũng như là mất tầm kiểm soát. Thứ tư tôi muốn nói đến đó là phần quai hàm. Phần quai hàm thì khi chúng ta tác động vào một lực mạnh vào quai hàm đó thì có thể đối phương sẽ bị choáng và sẽ bị ngất xỉu. Và phần cuối cùng tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là phần mắt. Tác động vào mắt thì đối phương sẽ không thể nhìn được và chính vì thế mà các cái hành vi của đối phương cũng sẽ bị chúng ta khống chế hoàn toàn. Vâng, và để chúng ta dễ dàng thực hành hơn thì ngay sau đây tôi và Việt Nga sẽ cùng thực hiện một số những cái động tác để các bạn có thể nhìn và các bạn có thể tự tập được ở nhà. Chúng ta dùng chân trước làm trụ để có những gánh trọng lượng cơ thể, sau đó chúng ta đưa giật cao gối lên phía trước và chúng ta hạ xuống hai. Đó. Tay chúng ta luôn luôn hướng về phía trước. Nào lên gối nào, một đó rồi hai đó một đó hai đó một hai. Khi chúng ta tự vệ thì tay của chúng ta luôn luôn khép lại, cùi chỏ luôn luôn khép lại và luôn luôn để ở phía trước ngực của chúng ta. Như tôi đang nói, chúng ta tập đẩy tay về phía trước của đối phương. Khi chúng ta bị đối phương ôm phía trước, chúng ta đưa tay lên đẩy về phía trước, đẩy thẳng vào mặt của đối phương. Một hai một hai một hai. Chúng ta tập đánh tay trỏ từ dưới lên phía trên. Một hai một hai một hai. Tiếp theo là chúng ta đưa tay lên cao, cắm trỏ xuống phía dưới ngang với tầm ngực của chúng ta. Một hai một hai một hai. Ok, ở phần đối tượng ôm từ phía trước thì chúng ta có thể kết hợp được cả gối và tay đẩy vào mắt của đối phương. Hy vọng rằng những bài tập mà võ sư Bùi Quang Điền mang đến cho chúng ta ngày hôm nay sẽ là những mẹo hữu ích cho các chị em phụ nữ có thể ứng dụng để tự bảo vệ mình trong các tình huống nguy hiểm. Và với những bài tập trên thì chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ tập luyện thường xuyên để có những cái phản xạ tốt nhất cho việc ứng dụng vào các tình huống tự vệ. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.